Ừ, tìm số phức z thì uh, tìm số phức z thì theo quan điểm cá nhân thầy nó là có uh, hai, hai trường hợp uh, trường hợp thứ nhất thì nó chỉ cộng trừ nhân chia là ra và trường hợp thứ hai chúng ta phải tận dụng tính chất hai số phức bằng nhau thì nó mới ra được thế thì ở cái trường hợp một thì nó dễ gần như là bài nào cũng làm được thì chúng ta bấm casio được còn trường hợp 2 thì nó phải làm hàn lâm và nó không thể bấm máy được. Thế thì bài tìm số phức z ngày hôm nay thì thầy sẽ đưa đẩy vào hai trường hợp. Ok, thầy chào chị Vi nhé. À, chúng ta sẽ đưa đẩy vào hai trường hợp thì đây nó là trường hợp đầu tiên. À, trường hợp 1. Trường hợp 1 ở đây đó là trường hợp mà chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng bấm Casio được. Casio được. Thì ở cái trường hợp một này đó là trường hợp mà Z này và Z ngang không không đồng thời dùng từ đồng thời nhé không đồng thời tồn tại không đồng thời tồn tại nếu mà Z và Z ngang nếu mà Z và Z ngang không đồng thời tồn tại Z và Z ngang mà không đồng thời tồn tại thì những cái bài toán như thế này người ta hoàn toàn có thể bấm máy tính được. À, cụ thể thì chúng ta cùng xem cái câu chuyện là mình sẽ làm nó như thế nào. lý thuyết thì hết rồi. <laughs> phương pháp, phương pháp ở đây thì em hoàn toàn có thể làm cách một, đó là em cộng này, trừ này, nhân này, chia này, à, như bài một. À, bài 1 thầy dạy cộng trừ nhân chia như thế nào thì em làm yên như vậy. nha Em làm yên như vậy. Còn cách số 2 đó là chúng ta có thể nhờ đến uh, cách làm bằng máy tính. Ok. Chúng ta có thể nhờ đến cách làm bằng máy tính là chúng ta bấm mốt 2 thì em sẽ ra được uh, trường số phức. Mốt cộng với số 2 thì em sẽ ra vào trường số phức trường số phức người ta ký hậu bằng chữ c ở trường số phức thì người ta ký hiệu bằng chữ c ở cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi vào từng ví dụ 1 của buổi ngày hôm nay ở ví dụ đầu tiên ví dụ 1 thầy sẽ chỉ cho các bạn cách làm hai cách ở ví dụ một ở đây thì đầu bài yêu cầu nó là cho 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 ở đây là 2 cộng với Y, nhân với Z. Trừ đi, ở đây thầy cho là 3Z. Oh no, 3YZ. 3YZ bằng uh, 2. Trừ đi, uh, 2 ở đây là trừ đi 3Y. Đồ án yêu cầu ở đây đó là tính. Z mô đun bằng hỏi chậm. Ở đây thì đầu bài yêu cầu là tính Z mô đun bằng hỏi chậm. Đó là ví dụ một. Để đưa thêm một ví dụ nữa để bạn có thể hiểu được cái tư duy ngày hôm nay. Cái đầu bài cho đó là cho ở uh, Y nhân Z ngang bằng 1 cộng Y chia cho Y. y uh, ở đây là 1 cộng y chia cho y. Ồ, oh, no, no, no. 1 cộng y chia cho 2 chữ y. Cộng. Cộng ở đây thầy cho là cộng với 3. Đồ bài yêu cầu đó là tìm phần ảo. Tìm phần ảo của số phức Z. Thì hai bài này nó đều là bài rơi vào trường hợp 1. Dấu hiệu nhận biết của một bài rơi vào trường hợp 1 đó là trong cái biểu thức bài cho ấy. Ở đây trong biểu thức bài cho nó chỉ có Z thôi. ở à, Z và Z ngang thì nó giống như hai kẻ thù của nhau. Nếu như có Z thì không có Z ngang. Mà nếu như có Z ngang thì không có Z. Vậy thì với một cái bài mà Z và Z ngang không đồng thời tồn tại có nghĩa là có tao thì không có mày và ngược lại vậy thì nếu mà trong một biểu thức số phức mà đầu bài chỉ cho một trong hai thằng chỉ cho một trong hai thằng thì với thầy nó là trường hợp một trường hợp này máy tính được ok chưa còn nếu như ví dụ một đầu bài chỉ cần cho thêm dữ kiện là ở đây có dấu z ngang bài này thuộc trường hợp hai bài khó gấp ba lần và nó dài khá là dài và không thể bấm Casio được vậy thì thầy chỉ chưa ra làm hai trường hợp đó là dết và dết ngang đồng thời tồn tại hoặc là không đồng thời tồn tại tốt nhất là không ví dụ bài này là bài không đồng thời tồn tại Đấy, không đồng thời tồn tại có thằng này thì không có thằng kia và ngược lại vậy đầu tiên các trò phải hiểu được là dấu hiệu những biết ở đây nó là gì Vậy thì ở ví dụ 1 thì thầy cũng làm bình thường thôi. Đó là thầy sẽ nhóm Z Z làm nhân tử chung. Khi mà em nhóm Z uh, tìm Z mà. Nhóm Z làm nhân tử chung thì ở đây là 2 cộng với y trừ đi 3y nhân với Z bằng bằng ở đây thì nó là 2 trừ đi 3y. Ờ uh, 2 cộng y trừ đi 3y thì y trừ 3y thì nó bằng trừ -2 y trừ đi 3 y thì bằng trừ 2 y vậy z ở đây chuyển vế sang thì nó là 2 trừ đi 3 y chia ở à, 2 trừ đi 2 y bởi vì y trừ đi 3 y thì còn 2 y vậy thì tôi nhân z bằng thằng này thì tôi tìm được z và ở đây người ta thấy được rằng z luôn bị cô lập Đấy. ở đây cái cái mà thầy nhìn thấy ở đây nó là z nó bị cô lập khi mà em cô lập z về một vế thì gần như là em ra kết quả. Ở đây thầy vừa vận dụng những phép tính cộng trừ nhân chia. Và cuối cùng ở đây nó là phép chia. Thế thì bình thường cái phép chia này bình thường cái phép chia này thì các bạn phải chia một cách rất là thủ công. Thì ngày hôm nay thầy sẽ dạy các trò nó là bấm máy tính. Ok không chưa? Thì các bạn hoàn toàn có thể bấm máy tính liên quan tới phần này. Cụ thể nó như sau. Rồi, ở đây thì thầy có máy tính FX570 thôi. Thế thì thầy ơi, thế thì máy tính ở đây thì nó sẽ bấm như thế nào? Thì nó cũng cực kỳ dễ. Đầu, đầu tiên các bạn phải đưa về trường số phức. Ở đây là hoàn toàn bình thường nhé. Đấy, ở đây em bấm chữ 1 này. Thì ấn số 2 thì nó sẽ là trường số phức bắt đầu bằng chữ C này. Đây là từ tiếng Anh. Đấy, tên của nó là số phức và trường ở đây là trường số phức là bắt đầu chữ xây. Thế thì sau khi em bấm 1 và em bấm số 2 thì cái máy tính nó đã đưa về cái hệ đó là cộng trừ nhân chia trong trường số phức. Sau đó thì bây giờ em bấm máy tính hoàn toàn bình thường. Ví dụ đây là phép chia đúng không? Bình thường phép chia thì mình làm nó rất là lâu đúng không? Đấy, có nghĩa là nhân liên hợp ở mẫu thì cuối cùng cũng ra thôi. Hôm trước thì thầy dạy Hàn Lâm rồi, hôm nay thì xin phép được dùng máy tính. Thì em làm một cái phân số đấy. Đấy, chân tử là 2 trừ 3 y. 2 trừ 3. Em nhìn cái chữ y này. Em nhìn cái chữ y chưa? Đấy, em nhìn này, thấy chữ y này. Đấy, nhìn thấy chữ y chưa? Rồi, ở dưới mẫu này. 2, 2 trừ 2. Em nhìn chữ y này. Đấy, thứ duy nhất khác so với số thực đó là nó có đơn vị ảo. Chính là y. Em bấm y ở đây đó. Thế đây có nghĩa em nhập cái biểu thức này đi nó quá đơn giản thì ở đây bằng ra đáp án luôn đấy thì ở đây thì những cái bài như thế này chúng ta làm nội chất ok không nhỉ ôi dồi ôi hôm nay em vừa thi xong bài này biết bấm không đấy hôm nay em vừa thi xong bài này đen thôi rồi thế nếu đen <laughs> thưa thầy hôm nay em vừa, vừa vừa thi xong bài này ok chưa thì cuối cùng sau khi bấm thì nó sẽ bằng 5 phần tư trừ đi 1 phần tư y thì bấm thôi đấy Vậy là 5 phần 4 trừ đi 1 phần 4 y. 5 phần 4 trừ đi 1 phần 4 y. À đương nhiên là biết rồi. Ok, hiểu ta nhỉ. Vậy 5 phần 4 trừ đi 1 phần 4 y. Hết. Thế bây giờ đầu bài yêu cầu tính mô đun. Hai đầu bài yêu cầu tính mô đun. Thì thực ra mô đun ở đây nó cũng có cách bấm mô đun luôn. Nhưng mà thầy lại không, không thực bản thân thầy là không không thích bấm mô đun mà thích bấm theo kiểu đó là cộng trừ nhân chia thôi ở đây. đây là mô đun của Z. Mô đun thì bằng gì? Bởi vì cái thời nhiều bài công thức mô đun nó phải vận dụng cả tham số. Thế nên thầy rất là mong muốn là riêng mô đun thì các bạn phải nhớ được công thức. Bởi vì cái này tính tham số nó rất là nhiều. Nên thầy không khuyến khích các bạn bật máy tính. Ở 5 phần 4 bình. 5 phần 4 bình. Mô đun. Mô đun thì bằng thực bình. 25 phần 16. Cộng ảo bình. Ảo bình là 1 phần 16. Căn bậc 2 thì ở đây là căn của 26 chia 4. Xong, chúng ta đã làm xong ví dụ 1. Thì với cái cách tính bằng máy tính vừa rồi đó là bấm mốt 2 thì gần như em nhập nhập bất cứ một cái biểu thức số phức nào thì em đều làm ra được kết quả hết. Ok chưa? Ok. Thế thì tương tự như vậy thì chúng ta có ví dụ số 2. Ở ví dụ 2 thầy cũng làm tương tự như vậy. Ok chưa? Đây chỉ việc tìm chuyển sang thôi. Đây là Z ngang này. Ở ví dụ 2 đây là Z ngang. Em có thể bấm dấu cộng này trước. Đấy, em có thể bấm dấu cộng này trước. Hoặc là như thầy này. một này. Cộng với cái Y này. Chia này. 2 trừ đi Y này. Cộng 3 này. Đấy, ở đây nó có chữ Y đúng không? Thì chia cho Y thôi. Chia cho Y. Đây. Ở đây, đây chia cho Y. Thế thì bình thường thì đây là một phép chia khi làm mất 2 phút cộng thêm 3 thì lại thêm độ mấy giây nữa. Sau đó lại chia thêm y. Có nghĩa là ở đây nó có phép cộng, phép trừ. Hai lần phép chia. Thì nếu mà mình cứ làm thủ công thì nó thì thì nó hơi mất công. Thì ở đây chúng ta update thêm một chút về mặt công nghệ. Update một chút thôi. Thì bây giờ thầy việc chỉ việc nhập thôi. Biểu thức mới này. Một cộng y chia Ờ, 2 trừ y 2 trừ y cộng cộng 3 Thậm chí là thầy đóng mở ngoặc cũng được. Thầy đóng mở ngoặc nó thầy chia y ra đáp án ngay nhưng thôi bằng này. Xong chưa? Bằng rồi đúng không? bây giờ em bấm thêm một dấu chia thôi. Chia answer chia cho y. Bằng em ra đáp án luôn. Có nghĩa là nó 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 quá nhanh luôn. Ở đây là 3 phần 5 Trừ đi 16 phần 5 Đây là 3 phần 5 Trừ đi 16 phần 5 Y có nghĩa là Em 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 bấm hoàn toàn đơn thuần Đấy. 1 cộng Y chia 2 Y cộng 3 Bằng Bằng xong chia cho Y Bằng Thì nó ra đáp án luôn Ờ Thế thì ở đây thì Thứ đầu bài tìm ý Không phải là Z ngang đâu Thứ đầu bài tìm nó là Z cơ Ờ, z thì, thì ở khi mà bạn biết z ngang mà bạn không tìm được z thì đó là lỗi của công thức bạn đã quên công thức thì z biến đổi thành z ngang thì là đảo dấu phần ảo thì nó là 3 phần 5 cộng với cả 16 phần 5 nhân với y thì đây chính là số phức z mà thứ đầu bài tìm ý, lại không phải số phức z thứ đầu bài tìm ở đây chính là tìm phần ảo của số phức Z Đây là thực Đây là ảo Và đây là đơn vị ảo Số phức nó gồm có 3 thành phần như vậy Thứ tư phần ảo Phần ảo ở đây thì nó là 16 phần 5 Đấy. Phần ảo thì nó là 16 phần 5 Kỳ đề minh họa vừa rồi của bộ thực ra mới ra từ đêm qua thôi Mới có đêm qua thôi Thì các bạn có thể tham khảo một cái đề minh họa của bộ Đây chúng ta có thể xem câu đầu tiên Câu đầu tiên đề minh họa của bộ là số phức Và thầy nói luôn đó là có 5 câu số phức đây, Có 5 câu các bạn ạ Thì ở đây em có thể xem ngay một câu số phức Oh my god Tính gì đây, tính gì đây tính mô đun trời ơi tính mô đun đây nhanh không nhanh không nhanh không tính mô đun em ạ ờ, 3 bình cộng với một bình căn bậc 2 thế em được luôn một câu thôi đấy, thì đấy là một câu liên quan tới số phức nó 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 rất là đơn thuần nó có câu 12 nữa đây câu 12 đây vậy thì em có thể xem cái link hôm qua thầy gửi đây nó có đề minh họa tất cả các môn Câu 12 cũng thế này. Em em nhìn em nhìn này, tại bấm máy cũng được nhưng mà thôi. Câu này bấm máy thì giờ. Đây là z đúng không? Đầu bài yêu cầu tính 2z. Thì đề thi nó như một món quà vậy, phá hoặc xa. 2 x 3 là 6, 2 x 2 bằng -4. y. Ơ có gì đâu? Đấy 6 4y. Vậy thì thầy hoàn toàn có thể xử được 4 trên 5 câu số phức ờ ngay khi mà thầy còn dạy chưa hết chương trình số phức, cũng như số phức nó giống như một món quà vậy. Số phức nó giống như một món quà vậy mình làm nó nó nó, nó rất là đơn thuần đầu bài các bạn có thể xem uh, trong cái tài à, tài liệu cái link mà thầy gửi ừ, trong group lớp này hôm qua em xem câu 15 này Đấy. vậy là nó rơi vào câu 1, câu 12, câu 15 và câu 25 câu cuối là câu 44 trên mặt phẳng tọa độ cho điểm M tọa độ 23 biểu diễn của số phức z. tớ có thể vẽ một cách bản chất trục OX không phải là trục hoành đâu, trục OX nó là trục thực, OY nó là trục ảo. Một điểm biểu diễn thì nó sẽ biểu diễn phần thực và phần ảo. Điểm M, tọa độ 23 thì nó biểu diễn cho một số phức là hai cộng với cả 3 i.ít nhất là phải biết cái này. cực kỳ lý thuyết, đúng chưa? cực kỳ lý thuyết phân thực của số phết phức vết à. ôi lạy chúa thôi em 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 có để ý là thầy làm phần thầy thầy làm cái số phức này như kiểu là không 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 tốn một tí tư duy gì không gần như là lý thuyết các bạn gần như là lý thuyết đấy dĩ nhiên cái câu cuối câu chín điểm thì không nói chín điểm thì chúng ta phải học đến tận cùng rồi đấy. nhưng mà nếu mà nói về những câu Tèn tèn như này này thì số phức nó như một món quà Đấy, số phức nó giống như một món quà. Và nếu như cái món quà đó bạn không nhận để tuột mất khỏi tay thì chịu thôi. <laughs> à, chết chất câu bao nhiêu nữa nhỉ? À, không phải câu 25. À cấp số cộng, cấp số nhân đây này. Chúng ta về nó học một buổi cấp số đấy. À, tích phân này, câu này vớ vẩn thể làm mấy giây này. À đây 35. Câu 7 điểm. 7 điểm cũng là câu số phức cả. Ôi trời ơi cho như thầy cho Đúng ví dụ 1 luôn đấy, Thầy cũng chả bắt trước Bởi vì thầy có thể bịa bất kỳ Câu 35 này thì đúng như ví dụ 1 luôn các bạn ạ Đúng ví dụ 1 luôn Thậm chí nó còn dễ hơn Khi thầy nhìn câu này Thì đầu bài yêu cầu là tìm phần ảo Của cái gì đây? Của Z ui, ui, ui. Như ví dụ 2 chứ <laughs> Thì ở đây Z ngang Thì nó bằng 5 cộng với 2Y Chia cho Y 5 cộng 2y chia cho y. Ờ cho nó nice sử dụng skin bấm máy ờ cho nó xàm tí. Ờ, có mấy khi thầy dạy bấm máy đâu đúng không? 2 i chia chia cho y. Này đi đi thi này đây. 5 2 i ok chưa? 1 giây à ờ, ở chất cái gì đấy? À ờ, 2 5 i 2 đi 5y. Ok chưa? Nhưng đây là Z ngang. Trời ơi. Tìm cho tôi Z cơ mà. Z ở đây sẽ là 2 cộng 15 y. Thế phần ảo bằng cái gì? Phần ảo nó bằng 5. Thầy vừa làm 4 trên 5 câu số phức trong đề minh họa. Rất là nhẹ nhàng. Và để học đến tận cùng thì chúng ta mất hai buổi nữa. Vậy là giờ này tuần sau. Giờ này tuần sau các bạn nhé. Hết chương trình. lại gọi ghen hết chương trình. Vậy thì uh, ngon rồi. Thế chương trình là đẹp đẹp rồi à, các bạn có thể xem câu 44 số phức khó thì nó là câu số phức liên quan đến mắc min liên quan tới hình của lớp 10 câu 44 thì phải à, câu 43 ở à, đâu 44 đây rồi ô hai câu chứ tôi đây này có 6 câu lỗi thế nhỉ 43 cũng là một câu số phức này đây là phương trình số phức à, buổi tới học rồi Cuối tới là phương trình số phức. Còn đây là bài mắc min của số phức. Ui, vậy là 6 câu số phức kìa. Ồ, không phải là 5 câu, 6 câu nhá Vậy là số phức được 1,2 điểm ngon phết. Ít phải làm được 5 câu. Câu uh, phương trình này là một câu dễ. Câu 44 này thì sẽ mất công một chút, không khó nhưng mất công một chút. Ok không nhỉ Vậy thì ngày hôm nay thầy vừa dạy được trường hợp 1. Thầy vừa xử lý được cả uh, mấy cái câu mà đề vừa rồi người ta ra. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với những trường hợp tiếp theo. Ơ, à, trường hợp 1 thầy dạy vậy thôi. Ừ, nhưng mà nếu mà để nhìn kỹ hơn về trường hợp 1 thì em có thể xem một cái tài liệu mà thầy đã soạn sẵn cho cả lớp. Tẹo nữa mà không lấy máy tính ngồi làm tầm 20 câu số phức thì hơi phí. Đấy, làm 20 câu số phức thì hơi phí ở đây thì có lẽ tự nhiên thầy nổi hứng để làm thêm hai câu nữa bằng cách là bấm máy và Casio thì bây giờ chúng ta xem thầy thực hành thêm hai câu nữa cái này nó có có trong tài liệu của cả lớp nhé. rồi nó có trong tài liệu ở đây thì em sẽ nhìn thấy ngay đó là máy tính sẽ không xử lý được những câu như thế này những câu như thế này thì máy tính không bao giờ xử lý được hai những câu này là hoàn toàn hàn lâm bởi vì trong uh, biểu thức ấy thì nó vừa có z ngang vừa có z máy tính chịu nhá câu uh, uh, câu này thì máy tính bấm được bởi vì trong biểu thức nó chỉ có một thứ duy nhất đó là z ngang câu này tính thủ công thì quá khoai bởi vì một cộng căn ba y mũ ba mà hàng đẳng thức mũ ba không phải ai cũng học thuộc đấy Câu 56 là một món quà của Chúa Câu này dễ quá rồi À nghịch đảo Nghịch đảo vẫn là một chia Z Vẫn là một phép chia Không dễ nhé ừ. Câu 57 này nếu như tính thủ công thì quá khoai Thế thì ở đây thầy xin phép được nốt lại Có nghĩa là thầy, thầy chưa làm Nhưng mà thầy muốn nói rằng Đây là trường hợp 1 Đây là trường hợp 1 Đây là trường hợp 1 Khi mà Z và Z ngang không cùng tồn tại Còn câu 54 này nó là trường hợp 2 có nghĩa là ít nhất thì mình phải phân biệt được đâu là trường hợp một đâu là trường hợp hai khi nào bấm được và khi nào không bấm được đấy rõ như ban ngày như vậy ở đây sau khi thầy làm câu 55 năm thầy làm câu này xong thì thầy tìm được Z ngang ở Z ngang biết Z biết thầy lắp vào đây thì thầy sẽ tính được mô đun ok không nhỉ thế thì xin phép là ở đây nó rơi vào trường hợp 1 nên thầy sẽ sử dụng máy tính. Nhá. Câu này à, sử dụng máy tính thì nhanh hơn cả. À, ở đây thì thầy sẽ bấm cái biểu thức này. Thầy sẽ bấm cái biểu thức này. Vậy thì diện ngang của thầy nó sẽ bằng. Thầy sẽ bấm cái biểu thức này. Vậy thì diện ngang của thầy ở đây nó sẽ bằng một à, 1 trừ căn 3y, em nhìn thầy bấm đây. Đây. Ok chưa? Một à, 1 trừ căn 3 y đóng không? mũ mấy nhỉ mũ mấy nhỉ à, mũ ba có gì vấp không xuống dòng à, một chữ y một chữ y có phải chỉ cần nhập vào không thôi bằng này ra đáp án ngay trừ bốn trừ bốn y vậy Z ngang ở đây thì sau khi nhập máy tính nó ra đáp án luôn trời ơi trừ bốn trừ đi bốn y nhưng vấn đề là Z ngang tìm được thì chúng ta tìm được Z Z ngang tìm được thì chúng ta tìm được Z. Z ở đây nó là trừ 4 cộng với 4 y. Nhưng đầu bài yêu cầu nó khá là cầu kỳ. Đó là hãy tính cho tôi biểu thức Z ngang cộng với y nhân Z. Z ngang cộng với y nhân Z thì nó bằng gì? Z ngang là trừ 4, trừ 4 y. Cộng y nhân với Z. Đó là trừ 4 cộng với 4 y. Bằng cái gì? Thì đến đây nếu như bạn <laughs> Bạn, bạn 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 ngồi cộng trừ nhân chia được, khuyến khích. Nhưng nếu bạn bấm máy thì cũng được. Không không sao cả. Thôi thì ngày hôm nay cho cái máy tính này nó lên ngôi vậy trừ -4 trừ đi 4y. Ok chưa? Sau đó cộng y mở ngoặc -4 cộng với cả 4y. Hôm nay cho cái thằng máy tính này nó 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 được tỏa tỏa sáng thì bằng ở đây nó bằng trừ -8 trừ - 8y. Trừ -8 8y. Đầu bài yêu cầu tính gì đấy? Tính mô đun. Ôi giời ơi, tính mô đun. Nào tính mô đun đây. Tính mô đun nào. Thế thì nếu tính mô đun thì nó bằng 8 căn 2. Còn nó ra đến trừ 8, trừ 8i mà các trò còn không biết tính mô đun thì thôi thầy cũng chịu. Thực bình cộng ảo bình đặt dưới dấu căn. Công thức đó thì đòi hỏi là các bạn học đi học lại nhiều lần. Bởi khi vào bài thì công thức đấy áp dụng nó quá nhiều. Thế nên tôi không muốn các bạn bấm máy tính cái công thức đó. Còn bấm máy thì vẫn được trong tài liệu thầy gửi đấy, thầy hướng dẫn nó rất là chi tiết cách bấm module đấy nhưng ở đây thầy không tiện nói thầy không muốn nói cái phần đấy ok ở số phức nghịch đảo trong vậy buổi trước mà không hiểu lý thuyết thì cũng cũng khoai lắm đúng không số phức nghịch đảo thì có thể người ta ký hiệu là z phẩy nhưng thầy hay ký hiệu là z mũ trừ một số phức nghịch đảo thì nó bằng một trên z số phức nghịch đảo thì nó bằng một trên z căn 2 trừ đi căn 2 trừ đi 3 i Vậy thì bạn thấy được rằng là với số phức mà có sự can thiệp của máy tính thì thực sự thì cộng trừ nhân chia nó nó nó, nó giản đơn quá. Ví dụ số phức nghịch đảo mà làm thủ công trình bày tự luận có dễ đâu. Có ngắn đâu. Ok không? Nó là phép chia đấy. Nhưng mà nếu như có sự hỗ trợ của máy tính thì thực ra cái phần nghịch đảo này thì lại dễ quá. Một này, chia này ờ căn 2 trừ 3y căn 2 trừ đi 3 y thì ở đây nó bằng ui giời ơi xong xác luôn vậy là căn 2 trên 11 căn 2 trên 11 cộng với cả 3 phần 11 cực kỳ rõ chưa đáp án này thì đáp án nó là đáp án này đây máy tính đây để đây và thì hôm nay nếu như em muốn để cái máy tính ở bên cạnh thì nó rất là tiện cho chúng mình ngày hôm nay. Câu 57 là một câu như vậy. Câu 57 nói đùa với em. <laughs> Tính toán câu 57 xong thì không có một khứt. Nhưng mà riêng câu 57 thì nhập cả biểu thức này vào máy đó. Thì nhập cả biểu thức này vào máy. Đấy, thế thế ra một kết quả. Rồi thầy lấy một chia cho answer thì nó ra rất ngang ngay. Cụ thể ở đây chúng ta nhập như sau. Phải nhập cả biểu thức này vào cái tính. Nhập nhá. Ở đây là một này. Chia này. 1 trừ 2 y à, trừ phân số. Đó là 1 chia 1 cộng 2 y. 1 cộng 2 y. Đúng không ạ? À? Bình phương. Vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng là 1 trên 1 trừ 2 y trừ 1 trên 1 cộng 2 y bình ở à đây nó bằng vậy đây chính đây chính là biểu thức này một chia z ngang nó bằng biểu thức này vậy thì muốn tìm z ngang thì mình lấy một chia answer một này chia này answer ở bên kia này thì nó bằng vậy đây chính là z ngang thầy vừa tìm được z ngang và z ngang ở đây là bằng 10 13 trừ đi 35 phần 26 y Thứ đầu bài yêu cầu đó là đi tìm Z cơ Còn cái kết quả mà thầy vừa tìm thì nó là Z ngang Đây là Z ngang Ơ thầy ơi, từ Z ngang suy ra Z thì làm kiểu gì? Ôi mẹ ơi, đừng nói với thầy là về nhà liên hợp và số phức Không học nha Khoai đấy, đây là món quà của chúa Và xin đừng từ chối nó Đảo dấu phần ảo Đảo dấu phần ảo thì chúng ta ra Z thì đây đang là dấu trừ thì đảo dấu phân ảo thì nó ra dấu cộng ở à, câu này điền đáp án a câu này điền đáp án a thì đó là những gì nó thuộc về phần số phức này đó là những gì thuộc về phần số phức này ok chưa nhỉ vậy thì uh, thầy cũng dành một khoảng thời gian như vậy để nói về số phức z trong cái trường hợp đó là trường hợp bấm được máy Thế bây giờ chúng ta cùng nói về câu chuyện đó là nếu mà không bấm được máy thì 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 sao? À, đây đã bấm được, bây giờ nói về câu chuyện thì, thì không bấm được thì sao? tôi không bấm được thì nó khác hẳn đấy nha. Tại nói trước đó là nếu không bấm được thì nó khác hẳn đấy. không 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 bấm được là cái bài toán nó 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 khác hẳn đấy. ok chúng ta cùng xem cái câu chuyện đó là không bấm được thì sao? Ở ờ, không bấm được thì chúng ta sẽ sử dụng đến tính chất hai số phức bằng nhau. Trường hợp 2 này thì nó hơi khó. Ok, trường hợp 2 ở đây nó là not Casio. Not này, not này no. Thôi not Casio, kệ thầy nhé, tiếng Anh hơi ngu thì. Not Casio. Ờ, bài mà không bấm được Casio ấy, thì Z này. Và Z ngang này. Đấy, ờ, đồng thời tồn tại đồng thời đồng thời tồn tại. Đấy. Z và Z ngang mà đồng thời tồn tại thì bài đó là bài bạn phải sử dụng tính chất hai số phức bằng nhau. Z và Z ngang thì đồng thời tồn tại thì khi đó phương pháp nó sẽ sử dụng tính chất hai số phức bằng nhau. Về mặt tư duy thì Z nó bằng a cộng bi Z này thực ra là bài toán hai ẩn. Hai ẩn ở đây cụ thể nó là ẩn A và ẩn B. Z ở đây thì nó bằng A cộng B thì thực ra Z ở đây thì nó hai ẩn. Hai ẩn ở đây nó là A và B. Hết. Mà nếu như Z là bài toán hai ẩn thì nó cần hai phương trình. Vậy thì phương pháp sau đây nó sẽ đảm bảo rằng bạn luôn có hai phương trình. Z1 thì nó bằng A1 cộng với cả B1 I b 1 Y ở Z2 thì nó bằng A2 cộng với cả B2I Thế khi mà hai số số phức bằng nhau Z1 và Z2 bằng nhau thì điều gì xảy ra khi mà Z1 và Z2 bằng nhau ấy, thì hai số phức bằng nhau khi phần thực bằng với phần thực A1 bằng với A2 Z1 và Z2 bằng nhau thì A1 bằng với A2 b1 bằng với b2. b1 bằng với b2. Vậy thì hai số phức bằng nhau khi phần thực bằng với phần thực và phần ảo bằng với phần ảo. Thực là gì? À, thực là không có y. Thế ảo là gì? À, ảo là phần gắn liền với y. Đấy. thực không phải là a. Thực là tất cả những gì không gắn với y. Còn ảo là những thằng gắn với y và hai số phức bằng nhau khi thực bằng thực và ảo bằng ảo đấy thì cái bài như vậy người ta gọi nó là hai số phức bằng nhau và với bài hai số phức bằng nhau thì thầy có thể cho các bạn xem một cái ví dụ cực kỳ tiêu biểu mà những ai tinh tế thì chỉ cần một ví dụ là đủ thầy có thể làm đi làm lại ba lần nhưng mà nếu ai tinh tế thì một ví dụ là đủ này vì một ví dụ là đủ ví dụ này ví dụ a à, cho số phức Z thỏa mãn cho số phức Z thỏa mãn Z cộng 1 cộng 2Y nhân với Z ngang bằng 3 trừ đi 4Y tính tính 2 lần Z cộng với Y một đun bằng hỏi chậm Thế là bài chả bao giờ đụng hàng ai rồi mà thầy ra đề trong một khoảnh khắc đó là gì, gì gì bài gì cũng được bài gì cũng làm giống nhau ở thứ ở đây thầy vừa có là hai cái bạn này này cùng tồn tại <laughs> thứ thầy vừa có đó là hai bạn này cùng tồn tại mà hai bạn này cùng tồn tại các bạn bấm máy bằng trời bạn khô không thể cô lập được z bởi vì z và z ngang là hai thực thể hoàn toàn khác nhau bạn không thể nhóm nhân tử chung được, có nghĩa là bạn không thể cô lập được. Bài này nó giống như hai ẩn vậy. Hai ẩn mà bạn định dùng cái phương trình gốc bạn làm thì rất là khoai. Vậy thì nếu mà bài nó rơi theo kiểu nó là Z và Z ngang đồng thời tồn tại thì bạn sẽ làm bài đó như sau. Bạn sẽ làm bài đó như sau. Lời giải. Giả sử. Z bằng A cộng BI. Xin giả vờ làm hàn lâm AB là số thực Và Y bình bằng trừ 1 Khi em giả sử Z bằng A cộng BI, Thì đầu bài cho cái gì Em lắp Y nguyên vào Theo đầu bài ta có Lấy A cộng BI thay vào đầu bài A cộng BI. Ở đây bắt đầu tính tỉ mỉ rất là cao 1 cộng 2 I Z ngang bằng gì? Dạ z ngang ở đây thì nó bằng a trừ đi bi bằng 3 trừ đi 4i. Bạn có thể thấy được một mớ hỗn độn ở đây. Bạn có thể thấy được một mớ hỗn độn ở đây nhưng mà đề bài quá hay vì nó kiểm tra được phép tính số phức cộng trừ nhân. Ở cái mớ hỗn độn này bạn phải đưa phần thực về phần thực và phần ảo gom hết vào phần ảo. Thật vậy, bạn có thể phá hoặc một cách rất là tinh tế a cộng bi bằng hoặc a trừ đi bi. Tôi nhân ông thì ở đây là cộng 2ai. À tôi nhân ông thì y bình bằng -1. Vậy cộng 2b bằng 3 trừ đi 4y. Tất cả những thằng không có y. Hãy để ý là 2y nhân -bi thì bằng -2bi bình. Y bình bằng -1. A với A ở đây là 2A. Những gì không có Y thì ném hết vào nhau. A với A là 2A. Cộng với 2B. Đây là phần thực. Thực ra gì? Là thứ không có Y. Ảo đâu? Ảo này. BI với BI. Hết. Hai thằng này trừ cho nhau hết mất rồi. Ở 2 AI. Vậy cộng với cả 2 AI. Bằng 3 trừ 4 Y. Hãy để 10 giây cùng nhìn biểu thức này. Thầy thấy gì từ biểu thức này? Thầy thấy về bên trái là một số phức chưa biết. Và về bên phải là một số phức đã biết. Về bên trái nó giống như Z1 vậy. Và về bên phải nó giống như Z2 vậy. Nói đơn giản nhất đó là về bên trái là một số phức và về bên phải là một số phức. Ơ, tới khi nào hai số phức bằng nhau nhỉ? Thầy ơi, khi nào hai số phức bằng nhau? Úi rời, khi thực đây là phần thực. Thực bằng với thực. Đây là phần ảo. Hai số phức bằng nhau khi bằng thực và ảo bằng ảo. Và tự nhiên bằng cái trường hợp 2 này bạn cảm nhận được rằng cái thực và ảo mình nhận biết nó ở một cái tầm mới. Và ở đây bạn tìm ra là a sẽ bằng chữ -2. a bằng chữ -2. Chữ -2 thay lên đây. Chữ -2 vào đây là chữ -4 chuyển sang là dương 7. b bằng 7/2. B bằng 7 phần 2. Ơ, à, ra A ra B thì mình suy ra điều gì? A và B thì mình suy ra được Z. Z ở đây nó bằng trừ 2 cộng 7 phần 2 Y. Z ở đây bằng trừ 2 cộng 7 phần 2 Y. Z chính là cái mà mình đang đi tìm. Vậy với bài toán trường hợp 2, not Casio, Z và Z ngang đồng thời tồn tại hãy nghĩ về cái điều đó. Khi bạn không thể bấm được Casio thì bạn giả sử số phức Z dạng A cộng B I. Nó mang hai ẩn đấy. Thay vào thứ đầu bài cho. Rồi mình biến nó trở thành hai số phức. Một số phức đã biết, một số phức chưa biết. Và hai số phức bằng nhau khi thực bằng thực, ảo bằng ảo. Mà khi tìm đến đây câu chuyện xong. Còn lại một em sai nữa thì lỗi của em tính giá trị của biểu thức 2z cộng y. Một đun 2z z z z là trừ 2 cộng với cả 7 phần 2y đúng không Cộng với y. Chảy cối thì bấm máy nha, phá ngoặc ra thì nó là trừ 4. Phá ngoặc ra thì là 7. 7 cộng 1 8 y. Đấy, chảy cối thì bấm máy thế thôi. Còn đến đây nếu như em làm được nữa thì là coi như là xong. À, 4 bình thì nó là 16 cộng với 64 à, Vậy là căn của 80 Bài này nó bằng 4 căn 5 Này mô đun thì thầy không thể giảng được đâu nhá Mô đun của số phức bây giờ bảo thầy ơi thầy Tính cho em mô đun của 4 cộng 8Y Ui dồi ôi Thế đâu, đâu, đâu ở đây này Nó khó chịu dã man luôn, nó đâu ở đây này Trong lời giảng nó có hai ý Ý thứ nhất Đó là khi nào dạng này xảy ra khi nào khi Z và Z ngang đồng thời tồn tại ý thứ hai như thế nào giả sử thay vào biểu thức đầu bài cho rồi làm cực kỳ thủ công thế nên khi bài toán rơi vào cái kiểu như thế này rất là công bằng bạn không bấm được máy đâu nhé ok chưa thế nên những gì mà có thể thì thầy bảo ơ áp, áp dụng này nhưng những gì không thể thì bảo ơ, cái này làm thủ công này nhưng trước đó bài đầu tiên cộng trừ nhân chia là thầy không dùng máy đâu nha thầy vẫn phải dạy bản chất đàng hoàng cẩn thận nha ok chưa ok ừ, chúng ta có thể đi vào câu ở trong đề thầy muốn các trò hãy cùng thực hành cùng thầy câu ở trong đề <laughs> và nếu như vào một ngày đẹp trời các bạn có thể cho thầy chạy xuống pha cốc cà phê và rồi chạy lên các trò gửi cho thầy đáp án ui giời ơi còn gì nữa đâu mà vui với sầu. Rồi. Đây là ví dụ số 4. Và ai đó hãy gửi cho thầy đáp án thì hay quá. À sướng vô cùng. <laughs> thầy đang mong gặp mấy đứa đây này. À. Rồi, hôm trước gặp con Xuân Linh xinh thế. À con này là ví dụ 4 này. Làm cho thầy ví dụ 4. Bây giờ thầy bảo nhá. Thầy xin rồi đấy nhá coi như hôm nay các em cảm thấy là ui hôm nay thầy dạy hay thế thôi để em làm con ví dụ 4 này cho thầy uống cà phê còn gì bằng đâu thế thì ví dụ 4 xin phép được tắt mic trong vòng 5 phút xuống thầy pha cốc g 7 ok chưa chạy lên mà các bạn không comment đáp án thì cũng là phí cuộc đời vậy thì trường hợp 2 thầy dạy đúng một ví dụ mà để tự làm được thì sướng vãi khó với tôi này Xin phép được tắt mic trong vòng 5 phút. Ờ, uh, thầy ơi, thầy lại quên bật mic thì ạ. Ok. Thầy thử thế nào? Đáp án gì nhỉ? Đi. Ok. Thầy nhận được đáp án của ai đây? Ngân này. Đứa thứ hai là Hải Linh này. Đứa thứ ba là Xuân Linh này. Ôi, thứ tư là Đặng Trung này. ở Đặng... uh, Huy Hoàng đúng Hoàng ơi. Long, 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 Long Vũ này. Đúng. À, tôi Thùy Linh chuẩn, Thùy hưng ơ, ôi chết tôi rồi, hình như tôi không 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 <laughs> không phải làm thêm ví dụ nào nữa. Cái dạng này, tặng thầy cho một câu khá là phức tạp, thầy, thầy, thầy cho các bạn xem cái đề thi nó đã từng thi kiểu như này, ui cho dườm già lắm, ờ nó cho dườm già dã man nhưng mà thầy bảo rằng là mất công rồi. Các bạn có thể xem một câu làm mất mười mấy dòng, sau đây có nghĩa là nó 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 cho số liệu nó kiểu nó cứ lòng quá lòng hoàng mà ai mà làm không tinh tế chắc sai số cách kinh điển ờ, khi mà bạn hiểu bản chất ý, thì những cái loại mà như thế này nó cũng không không khó đâu a với a là hai hai với một là 5 a cộng với cả bi bạn thấy cực kỳ rõ bản chất nhé đây là hai số phức bằng nhau trời ơi 5 a bằng hai và đây là b nó bằng trừ sáu A nó bằng 2 phần 5 B bằng chữ 6 Thứ đầu bài yêu cầu đó là phân gì? Phần thực Thực với chúng tôi này Ôi đi thi câu này điền đáp án A Chắc thầy quay sang thầy đau tim Thế ngang em giết thầy còn hơn Dạ yeah. Ờ à, đấy, hết bài rồi <laughs> Chịu, thầy không biết đâu Nhưng mà hết bài rồi các bạn có thể xem đề thi sau đây liên quan tới cái loại hai này và nếu như em thực sự mà một cách kiểu nói thô một câu là nếu em thực sự là một người cẩn thận thì hãy xử lý cho thầy những câu sau đây trong đó có câu phải rơi vào mười mấy dòng đấy hãy dành thời gian chép lại hai câu này à, hai câu này là hai câu trong đề thi chính thức cũng chả phải đề của thầy đâu nhá à, thầy rất là mong các bạn làm hai câu này sau đây trước khi thầy sẽ dừng lại dừng lại sân khấu cho em thầy đã soạn tầm mười câu cho em thực hành ở, ở trên lớp rồi thì bình thường thì hai câu này là hai câu thầy nhưng mà thầy vẫn tin là các bạn làm 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 được sau đó thì thầy vẫn chữa bình thường ờ lần sau gặp thầy thì yêu quá thể luôn ấy rồi ok <laughs> ok ở đây là hai câu trong đề thi chính thức và nó không phải là một câu đơn giản đâu à, hai câu này thầy vẫn tắt mic trong vòng 5 phút thầy để xem Câu 62 thì không nói, 62 thì thầy nghĩ là chắc là nó sẽ số liệu dễ. Nhưng mà thầy ngồi thì đợi xem bạn nào làm được câu 63. Ví dụ thế. Yeah. Uh, xin phép được tắt mic trong vòng vài phút. Ok. Uh, thầy thử xem là nếu là thầy phản xạ cái này thì thầy sẽ làm gì? Ở uh, đầu tiên là em cùng xem cái cách thầy sẽ làm gì đối với những câu như thế này. Thứ nhất có lẽ điều đầu tiên thầy muốn nói với em rằng câu 62 nó rơi vào trường hợp 2. Nhưng câu 63 ấy nó chỉ là trường hợp 1. Bởi vì ở câu số 3 thầy nhìn thấy là thằng Z nó tồn tại một mình. Ở câu số 3 nếu em gọi Z bằng A cộng Y thì có ra không? Câu trả lời là có. Cách làm gọi Z bằng A cộng Y đúng trong mọi trường hợp. Có nghĩa là em gặp trường hợp 1 mà em gọi Z cộng 3Y đúng. Em bấm máy tính đúng. Thế nên khi mà em gọi Z cộng bằng A cộng Y sử dụng hai số phức bằng nhau đúng trong mọi trường hợp. Ok chưa? Đúng trong mọi trường hợp. Tuy nhiên thì thầy kiến nghị nó là nếu như nó tồn tại một mình thì lên bấm máy. ở câu 62 thì nói thật với các trò nó là ở câu 62 thì nó lại rất là giống với cái ví dụ ba của thầy rồi. Ờ đúng đúng không, đúng không? rất là giống rồi Thế nên câu này các bạn coi như là bỏ qua cho thầy Câu này điền đáp án C Hãy gọi Z bằng A cộng PI Thay vào và làm bình thường Thì em làm ra được kết quả Tuy nhiên ở câu 63 Thì nói gì thì nói Thầy nhìn thấy nó là trường hợp 1 Nó không phải trường hợp 2 đâu nhỉ Thì câu này thầy hoàn toàn có thể cô lập được Z Thật vậy, ở đây thầy cô lập Z cho các trò xem này 1 cộng Y Nhân với Z ờ, Phán hoặc Phán hoặc thì ở đây là trừ đi 1 cộng Y Nhân với Y Cộng với cả 2Z Bằng 2Y Tương đương cho Z ra ngoài làm nhân tử chung Thì nó là 1 cộng Y 1 cộng Y cộng với 2 Thì nó là 3 Y Nhân với Z Chuyển vế thì là 2Y cộng với cả 1 Y Nhân với Y thậm chí z ở đây thầy cho nó bằng cái này thầy có thể cộng trừ nhanh này nhân vào thì y y cộng 2 y thì nó là 3 y nhân vào y với y thì nó bằng trừ 1. 3 cộng y có nghĩa sau một hồi biến đổi thì thầy lại đưa về bằng máy ok chưa thì em nhập vào máy tính câu này thì nó là phép chia thì nó là trừ 1 cộng với 3 y ở dưới thì nó là 3 cộng với cái y Bằng, ôi trời ơi vãi đề Trời ơi em xin cái đề Và bấm vãi xong Z nó bằng Y Thế Z nó bằng Y thì sao Z nó bằng Y thì thầy ra được V kết V kết ở đây thì Z thì bằng Y Thì Z ngang thì nó sẽ bằng chữ Y Ở đây Z ngang vậy là chữ Y Trừ đi 2 Z bằng gì, Z bằng Y Cộng với cả một Chia Chia cho Z bình, Z bình là cái gì Ôi trời ơi, Z ở đây bằng Y Thì Z bình nó chính là Y bình Thì ở trên tử thì nó sẽ là 1 3Y Chia cho chữ Y À 1 Y bình bằng trừ 1 Trừ 1 cộng với cả 3Y Ok chưa? Nó, trong một tiết học Nó không nằm ở cái việc là thầy dạy nhiều hay ít Thời gian ngắn hay dài Mà trong một tiết học Điều quan trọng nhất đó là thầy truyền tải được một thông điệp gì và ngày hôm nay thầy của em giải quyết vấn đề gì vấn đề ngày hôm nay là tìm số phức z ok chưa và sau hai buổi thầy đã làm được 4 trên 6 câu số phức còn hai buổi nữa thì kết thúc chương trình số phức nói riêng và chương trình lớp 12 nói chung sau đó chúng ta lật lại chúng ta học lại từ hàm số và luyện đề và những thứ khác nữa ok chưa phải đi vào giai đoạn tổng ôn thôi. Giờ kết thúc là vừa tròn đẹp. Giờ này tuần sau là kết thúc là vừa tròn đẹp. Ok không? Ok. Thế thì uh, bây giờ đừng 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 nói thầy là thầy giao bài nhiều quá nhé. Hôm nay thầy giao nhiệm vụ rất là rõ mà thầy muốn các trò làm tầm 20 câu số phức. Hơn 20 câu. Hãy ngồi và phản xạ cho thầy. Và có những câu khó thì thầy trò mình sẽ cùng giải quyết với nhau. Ok không nhỉ? Ở tầm này là tầm luyện. Thầy không biết nhưng mà số phức mà không đi vào luyện Thì nói chung là bằng nhau hết Thầy có dạy bằng rời Mà các bạn không luyện Thì nói chung là bằng nhau Kể cả bấm máy cũng phải ngồi luyện bấm máy Ở đây thầy có 20 câu Hôm nay giao nhiệm vụ rõ ràng Mà thầy ngồi thầy đợi các em đấy Rồi ok à, Cột bên tay trái Từ câu 67 Cho đến câu 77 Thầy nhất định phải nhận được đáp án của những bạn sau đây. Rồi. À, 67 đến 77, thầy muốn nhận được đáp án của Duy Hưng. Thầy muốn nhận được đáp án của Hoàng Hải Linh. Thầy muốn nhận được đáp án của Huy Hoàng đẹp trai. À, thầy muốn nhận được đáp án của Long Vũ ở ờ, những câu ở dưới bắt đầu từ câu 78 78 đến câu 90 ở ờ, 90 này không thấy đáp án thôi đến 89 thôi cũng được Ok cũng nhiều phết đấy mười mấy câu đấy ít đâu mà hãy để công để soạn đáp án và soạn bài các bạn hãy làm nhé Tình muốn nhận được đáp án của chung Ok. Uh, ba bạn không có tên thì là làm hết. Ok. Ba bạn không có tên ở trên bảng thì là làm hết. Thầy muốn nhận được đáp án của Di Hưng, Hoàng Hải Linh, Huy Hoàng, Long Vũ, Nam, Nam ở bảy uh, 78 cho đến 89. Thầy muốn nhận được đáp án của Trung, Phan Anh, Quốc Minh, Quỳnh Chi, Tô Thùy Linh và Hoàng Anh. ở uh, những bạn không có tên thì là làm hết. Uh, hãy gửi đáp án cho thầy ở cái mục chat zoom này không 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 cần phải cái gì cao siêu đâu ok để đợi đáp án của mấy bạn